Ba chú quyển này đều là những hạt giống tốt, sau này ác sẽ trở thành vũ khí lợi hại. Nhưng mà trước tiên phải làm mất đi tính hoang dã của chúng. Chỉ nghe lệnh chủ nhân cũng là một loại trung thành. Trung thành là một loại phẩm chất, nhưng quan trọng hơn là phải phục tùng. Bọn chúng được huấn luyện quá dễ dãi. Anh Cao, sau này anh định sẽ trả ba chú quyển này lại cho người của liên đội 3 sao? Đợi sau khi họ có được tư cách của một huấn đạo viên rồi hãy đến nói chuyện này với tôi. Đội phó Cao, tôi cảm thấy cô cảm thấy nên đổ thêm nước cho ba người họ. Tôi không có nói nhé, là anh nói. Đi, báo. Đi, đi. Hoắc Đông về rồi. Cậu ấy làm lính đã quá lâu rồi. Cuộc thi đấu toàn quân đội lần này cũng là cơ hội của cậu ấy. Đó là ai vậy? Mặt lạ, chưa từng gặp. Trưởng ban Hoắc, hoan nghênh quay về đội. Lại nghiêm túc nữa rồi. Bên đó là mới đến à? Liên đội 3 biên chế rồi. Đó là quyển của liên đội 3. Vừa mới đổi huấn đạo viên, cứng đầu lắm. Liên đội 3. Đúng, liên đội 3. Khi nào có cơ hội, nhất định phải xin chỉ giáo. Trưởng ban Hoắc, vậy bây giờ chúng ta về ký túc xá nghỉ ngơi chút đi. Đi. Cậu Hùng, anh Tạ, tôi không thể đứng nhìn được nữa. Hai người cùng tôi đến tìm đội phó Cao đi. Chúng ta đòi khuyển về. Đi. Đi. Là cựu binh sĩ nồng cốt của liên đội 3, cùng năm nhập ngũ với tôi. Cậu ấy và ban của mình bị cấp trên điều động đến Bắc Kinh chấp hành nhiệm vụ bảo vệ. Lần này quay về chính là vì cuộc thi đấu toàn quân đội. Vì vậy chúng ta phải chọn ra được quân khuyển và huấn đạo viên ưu tú nhất. Nghe nói Hoắc Đông này có thể mô phỏng tiếng sủa của khuyển. Đâu chỉ có tiếng sủa, anh ta còn có thể đối thoại trực tiếp với khuyển. Cậu ấy là hậu duệ của tập thợ săn ưu tú ở biên cương phía Tây Nam. Từ nhỏ đã lớn lên ở trên núi, cậu ấy có thể thông qua sự giao lưu của âm thanh hiểu được nội tâm của nhân vật. Báo cáo. Vào đi. Có chuyện sao? Báo cáo. Chúng tôi muốn đòi lại quyền. Đã học huấn luyện xong chưa? Báo cáo. Tuyệt đối không có vấn đề. Có vấn đề hay không phải nói dựa trên sự thật. Các người phải thi đấu huấn luyện quyền với một người. Nếu thắng thì có thể suy nghĩ. Rõ. Thi với ai? Cậu ấy tên Hoắc Đông. Rất nhanh thôi các người sẽ biết cậu ấy. Bao giờ thi? Tối hôm nay. Rõ. Đội phó Cao, Hoắc Đông này thật sự có thể cùng phục quyển chưa từng tiếp xúc sao? Nếu cậu ấy thật sự thua thì phải trả ba chú quyển này lại cho chủ cũ sao? Ai thắng cũng đều là một việc tốt. Cứ đợi xem sao. Chào các anh, tôi là trưởng ban trung đội 1, Hoắc Đông. Huấn đạo viên trung đội 3, Quách Hữu Đống. Huấn đạo viên trung đội 3, Tạ Liên Thành. Huấn đạo viên trung đội 3, Hùng Hùng. Quyển của các anh rất được. Cảm ơn. Tướng tá của chú quyển này rất khá đó. Tôi có thể sờ nó chứ? Vậy cậu phải hỏi nó rồi. Khuyển tốt. Nhìn gì mà nhìn. Trưởng ban Hoắc muốn để chúng nhanh chóng làm quen với mùi của mình, loại bỏ ý thù địch.
Hai chú khuyển này cũng rất khá. Tôi đã từng nuôi hai chú khuyển giống như vậy. Tôi có thể khiến nó không đi cứu hai người. Đùa quá trớn rồi. Tiểu mễ chỉ nghe lời của tôi thôi. Anh cứ thử xem thế nào. Ai trước? Tôi. Tiểu mễ, chúng ta chơi với cậu ta. Nếu trong vòng 8 phút khuyển có thể đến bên cạnh huấn đạo viên tiến hành giải cứu thì huấn đạo viên sẽ thắng. Nếu trưởng ban Hoắc có thể chặn được khuyển đến giải cứu huấn đạo viên vậy thì trưởng ban Hoắc sẽ thắng. Cuộc đấu bắt đầu. Bắt đầu rồi. Cố lên. Chuẩn bị. Bắt đầu. Tiểu mễ, tao ở đây. Tiểu mễ đã nghe được tiếng gọi của chủ nhân nó. Tiểu mễ, đến tìm tao. Tiểu mễ, cố lên. Tiểu mễ, mau đến cứu tao. Suy cho cùng cũng là quyển cái, có thể thoát được không? Cô gái, mau đến cứu tao. Cô gái. Tiểu mễ. Hay lắm. Thoát được rồi. Tiểu mễ cố lên. Mau. Xông lên. Không té bị thương chứ? Mỗi chú khuyển đều có tiềm năng. Nó cũng không ngoại lệ. Giỏi lắm. Tốt, giỏi lắm. Mày là tuyệt nhất, tiểu mễ. Xông lên. Xông lên nào. Đừng sợ. Xông lên nào. Mau lên. Khuyển sợ lửa nhất. Không biết nó có qua được không. Tiểu mễ cố lên. Xông lên tiểu mễ. Qua đây. Qua đây đi tiểu mễ. Xông lên đây. Xông lên. Qua được rồi. Hay lắm. Tiểu mễ. Ngồi. Lại đây nào. Mau lên lại đây. Đừng nóng vội. Không sao đâu. Bên này. Hay lắm. Giỏi lắm. Tiểu mễ ngoan. Một bên là chủ nhân, một bên là bóng đồ chơi. Không biết là nó sẽ qua bên nào. Nào. Cứu tao. Qua đây. Tiểu mễ. Hết thời gian rồi tiểu mễ, mau lên. Tiểu mễ. Hay lắm. Tiểu mễ mau lên. Cởi ra. Đúng, cắn nó. Nhanh lên. Nhanh lên. Tốt. Tiểu mễ giỏi lắm. Tốt, cởi ra. Tốt. Cởi được rồi. Hay lắm. Rất tốt. Người tiếp theo. Bắt đầu rồi. Cố lên. Chuẩn bị. Bắt đầu. Thao thao, cố lên. Tao ở đây. Thao thao, cố lên. Thao thao, cố lên. Thao thao, nhanh lên, thao thao. Giỏi lắm. Hay lắm. Lên nào thao thao. Thao thao, lên.
Giỏi lắm, lên nào. Thao Thao nhanh lên. Nhanh lên, qua đi. Bò qua. Ngồi, ngồi. Thao Thao, Thao Thao. Động tác của Hoắc Đông càng ngày càng nhanh. Ngồi. Thao Thao, đừng sợ. Tao ở đây này, Thao Thao. Nào. Thao Thao, Thao Thao, lại đây. Thao Thao, lại đây. Thao Thao, lại đây. Thao Thao, Thao Thao, Thao Thao. Giỏi lắm. Hay lắm, hay lắm. Thao Thao, Thao Thao mày giỏi lắm. Nào gặp nó, Thao Thao. Kéo, kéo. Kéo ra, hay lắm. Kéo đi, kéo đi, cố lên. Kéo ra. Kéo ra, giỏi lắm nhé. Hay lắm. Không uổng công nuôi nấng. Người tiếp theo. Đội trưởng, nếu bọn họ thắng, định trả quyển lại cho họ thật sao? Sao lại không chứ? Chuẩn bị. Nếu như nói biểu hiện lúc nãy của Thao Thao và Tuyển Mễ là xuất sắc, vậy biểu hiện của súng trường rõ ràng là thần dụng. Giỏi lắm. Hay. Nó xem thường tất cả những chướng ngại và khó khăn gặp phải, không một chút do dự, không một giây phút ngập ngừng, mang theo gió chạy điên cuồng xông lên phía trước mặt tôi. Súng trường, qua nào. Sau này tôi mới biết, trong cuộc thi đấu này, súng trường không những đã phá kỷ lục của đội quân huyện mà còn cao hơn kỷ lục cũ gấp đôi. Hay lắm. Kéo đi, kéo đi. Cố lên, cố lên. Súng trường của tôi cũng vì vậy mà lập được vị trí của mình trong đội quân huyện, được tất cả mọi người nhìn với sự ngưỡng mộ. Lần trước bị chó cắn là cách đây 7 năm phải không? Thường đi bên bờ sông, vậy làm sao bị ướt được? Tác thành cho họ, bản thân không thấy mất mặt sao? Đều xuất thân từ liên đội ba cả, ai mà để ý chuyện mặt mũi chứ? Quan trọng là người ta có hiểu tấm lòng của cậu không? Lai lịch của súng trường đó là thế nào? Nói ra sợ anh không tin. Tôi có thể xem tư liệu của nó không? Sao vậy? Không nói gì, muốn thị uy sao? Đội phó cao.